Xin chào các bạn ha. Ở đây thì mình dùng cái vỉ là 104 lỗ. Rồi mình mua cái chất trộn là cái bao phân trộn sẵn ở ngoài vườn hoa kiển có bán á, mấy chỗ vật tư nông nghiệp á. Hạt giống ở đây thì mình ươm hột cây ngọt, mình ngâm trước một đêm. Cái chất trộn đó mình về mình trộn thêm với cát cho rễ nó dễ phát triển hơn. Rồi tạo lên cái lỗ nhỏ nhỏ đặng bỏ hạt vào trong cái lỗ đó. Mỗi một cái lỗ thì mình bỏ một hạt thôi. Nói chung mình cứ bỏ một hạt thôi, không cần bỏ hai hạt. Mốt mất công mình phải nhổ ra lắm. Nói là mà lỡ nó không lên thì cũng không sao, tại cái này nó nhiều lỗ mà. Mình ươm trong đây trước, rồi sau đó mà rễ nó phát triển đầy cái chỗ cái bầu ươm của mình á, thì mình cho ra cái chậu nhỏ nhằm tiết kiệm diện tích. Và mình cứ canh theo cái rễ của nó, rễ nó phát triển tới đâu thì mình cho cái thay qua cái chậu lớn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ha.